Thưa quý vị, theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong 6 tháng đầu năm 2017, thì kim ngạch xuất khẩu thủy sản của cả nước ước đạt 3,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 14,1% so với cùng kỳ năm 2016. Nguyên nhân là tăng trưởng xuất khẩu ở mặt hàng cá ngừ và hải sản. Trong 5 tháng đầu năm nay, xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam đạt 216 triệu đô la Mỹ, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2016. Kim ngạch xuất khẩu mực, bạch tuộc đạt 199 triệu đô la Mỹ, tăng 39% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, tôm và cá tra lại có nguồn nguyên liệu khá hạn chế từ cuối năm 2016 đến nay. Giá nguyên liệu tăng mạnh khiến xuất khẩu hai sản phẩm chủ lực này tăng trưởng chậm lại. Một số chuyên gia cho rằng, dù trong 6 tháng đầu năm, xuất khẩu các mặt hàng thủy hải sản khác chiếm ưu thế lớn, tuy nhiên tăng trưởng của các ngành hàng này lại phụ thuộc rất lớn vào sản lượng khai thác, đánh bắt của ngư dân. Do vậy, để ngành thủy sản phát triển bền vững, các doanh nghiệp cần có sự linh hoạt về thị trường và sản phẩm.